Hải Phòng Phạm Văn Tuấn 24 tuổi, xã Lê Lợi, huyện An Dương chém chết chủ nợ khi bị đòi tiền, đốt xác phi tang trong thùng phi, chiều 22 tháng 2. Theo Công an huyện An Dương, khoảng 17 giờ, anh Nguyễn Văn Lâm, 27 tuổi, ở xã Quốc Tuấn, huyện An Dương đến nhà Tuấn đòi nợ. Hai bên xảy ra xô xát. Tuấn dùng dao chém anh Lâm gục chết trong nhà. Cảnh sát khám nghiệm hiện trường lúc 23 giờ ngày 22 tháng 2. Ảnh, Giang Chinh. Tuấn chọn hiện trường, bỏ xác vào thùng phi và mua xăng về đốt sau nhà. Khi người dân phàn nàn mùi khét lẹt, lửa khói bốc cao, Tuấn giải thích đốt quần áo rách. Ngay sau đó, nghi phạm bỏ trốn. Nhà chức trách đang truy tìm Tuấn. Let's look at why.